Chào các bác, video hôm nay em sẽ lên sóng và báo giá cho các bác rất là nhiều những cái dòng sản phẩm hữu ích, gồm những cái cặp loa và những cái chiếc âm ly khủng đến từ rất là nhiều thương hiệu khác nhau, và em sẽ tập trung báo giá trong cái video clip này. Và các bác chúng ta hãy cố gắng xem hết video clip để chúng ta có thể cập nhật được những cái giá sản phẩm và có thể tìm cho mình những cái dòng sản phẩm ưng ý nhất. Và hôm nay thì em sẽ quay ở cả tầng 1 và cả tầng 2, em sẽ gộp chung vào clip. Đấy, cho nên là các bác chúng ta sẽ cố gắng chúng ta xem hết video clip. Mọi nhu cầu mua sắm các bác alo cho em qua số máy 098 358 6968. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng đi toàn quốc, và những cái giá em báo sản phẩm là không bao gồm phí ship thưa các bác. Mở đầu video clip thì em sẽ quay cho các bác hai cặp loa Tannoy. Đây là những cái dòng loa rất là nổi tiếng ở trên thị trường. Hai cặp này thì bên em thường xuyên là bị cháy hàng. Rất là may mắn hôm nay về được cả hai cặp cùng một lúc để quay chi tiết cho các bác, để cho các bác có cái cơ hội chúng ta trải nghiệm cả hai cái cặp loa này. Đây là cặp loa Tannoy Aden MK2 và đây là cặp loa Tannoy Berkeley MK2 các bác nhé. Em là Trần sẽ tiến hành tháo lưới căng và quay chi tiết cho các bác cả hai cặp loa này. Là những cái dòng loa Tannoy cao cấp được ra đời vào khoảng những năm 1980 thưa các bác. Đây là cặp loa Tannoy Aden. Vâng, Aden thì có một cái kích thước siêu to khổng lồ. Cặp này thì thưa các bác, là cặp này thì em nó cao tới 1 mét, chiều rộng 66 và chiều sâu là 40 cm. Đấy, chiều sâu là 40 cm. Còn cái cặp này thì nhỏ gọn hơn. Đấy, chiều cao là khoảng 85, chiều rộng 54 và chiều sâu là 31 cm. Đấy, sở dĩ em đọc cái kích thước của hai cặp loa này để cho các bác chúng ta dễ chọn lựa. Đấy, bởi vì là cả hai cặp loa này thì cùng chung một cấu hình driver, củ loa cũng như là phân tần. Củ loa và phân tần của cả hai cặp này thì hoàn toàn là giống nhau, hoàn toàn là giống nhau, hoàn toàn là một. Các bác có thể là tráo đổi cho nhau đều được. Nếu như nhà các bác có không gian rộng lớn thì chúng ta chơi cặp to, đó là cặp Aden. Đấy, còn nhà các bác mà không gian nhỏ thì chúng ta chơi cặp Berkeley. Cấu hình củ loa nó là một luôn. Đấy, đều sử dụng củ bát là 3828, củ gôn kiềng vàng kiềng vuông các bác nhé. Đây, các bác xem cái cấu hình củ loa. Đấy, y chang như nhau, y chang như nhau luôn. Đây là cái cặp Aden. Đấy, thiết kế rất là to khủng, với cái chiều cao 1 mét, chiều ngang 66 và cái chiều rộng là chiều sâu là 40 cm. Đấy, có hai vi tinh chỉnh và có 3 lỗ thông hơi. Và củ bát thì là củ 3828 kiềng vàng gold. Số seri ở trên củ thì sẽ trùng với số seri ở trên thùng. Đấy, tuyến loa thì rất đẹp, xuất sắc và căng mọng luôn. Đấy, bát đồng trục 40, bên trong thì có cái kèn. Đây, đây quay sang cái cặp Aden để cho các bác xem. Cái cặp Berkeley. Cặp Berkeley thì kiểu dáng nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ kê bày. Dễ kê bày trong cái không gian nhà chúng ta. Cặp này thì cũng rất là đẹp luôn. Thùng vỏ góc cạnh đây, riêng nguyên bản và rất là mộc mạc. Hai cặp này thì đều phiên bản thùng vàng và lưới căng vàng. Đấy, rất đẹp luôn. Em sẽ báo giá hai cặp loa này luôn cho các bác. Đối với cái cặp Aden MK2, giá là 53.500.000 đồng. Trong video clip này sẽ giao lưu cho các bác mức giá 53 triệu tròn. Đấy, còn cặp Berkeley là 48.500.000, em sẽ giao lưu cho các bác với mức giá là 48 triệu tròn. Đấy, các bác có nhu cầu cặp loa nào thì alo cho em. Tiếp theo, những cái chiếc âm ly rất là khủng ở đây. Có một em Denon 1090G phiên bản Gold. Đấy, dòng âm ly rất cao cấp của Denon, thiết kế với hai hồi gỗ sang trọng. Đấy, các bác xem mặt mũi đẹp. Đấy, không chảy xước. Phía bên trên có một em Sansui 607 XR phiên bản Limited có hồi gỗ. Tiếp theo bên trên đó là em Luckman 507F các bác nhé.
507S. Đấy, dòng âm ly cao cấp của Lacman với thiết kế hai đồng hồ vu. Đây là những cái chiếc âm ly rất hay và trị được nhiều loa, công suất tất cả là đều trên 200W, trên 250W. Em Đờ Lông có mức giá 17.500.000 đồng, em San Sui là 10.500.000 và em Lacman 507 S là 43.500.000 đồng. Sang bên này, hai em âm ly San Sui to khủng của hãng, một em hết số của đời 4 số 9001 và một em hết số của 7500 đều là Quirix. Hai em này thì đều cái size lớn, cái size chiều ngang là 60. Đấy, size rất to, đánh 4 trên nơ, chơi 4 trò sắt và đa cầu điện, 4 đồng hồ vu vậy. Đấy, rất đẹp. Em Quirix 7500 này cũng khá là hiếm và em 901 thì cũng là hết số luôn. Tất cả còn đều rất đẹp và zin nguyên bản. Đối với em 7500 sẽ có mức giá là 21.800, thì em tính các bác 21.500, còn em Quirix 9001 là 32.000. Đấy, các bác quan tâm em nào thì alo cho đặt trần. Tiếp tục thì giảm giá cho các bác cặp loa Onkyo Scepter 10 huyền thoại. Cặp này huyền thoại luôn. Đấy, đây là một trong những cái dòng loa cao cấp và high end của Onkyo trong những cái năm của thập niên 70, thập niên 80 các bác nhé. Thiết kế rất là to khủng và hầm hố, một loa bass 40 và một cái loa chép kèn với cái len kèn rất lớn. Em này thì cái chiều sâu lên tới hơn 40, sâu này thì chắc chắn là hơn 40 rồi. Đấy, với cái phần vỏ gỗ đỏ rất đẹp, cái len kèn A120 này còn xuất sắc luôn. Đây, tất cả các cái lá kèn ở đây chưa có gãy bất cứ một cái mảnh nào. Rồi cái loa bát đây, cái màng bát rất đẹp và mộc mạc. Đấy, các bác nhìn đấy, quay sâu vào cái phần tuyến loa thì các bác thấy là cái loa rất là đẹp. Đấy, cái tuyến loa xuất sắc luôn, gân vàng ươm, hai lỗ thông hơi ở phía trước. Đây, một cặp loa cổ Onkyo Scepter 10 mà các bác nhìn phần e căng còn xuất sắc. Đấy, bên trong e căng thì còn nguyên những cái phần chấu để cho các bác tránh bị xước cái phần mặt loa. Tuyến loa bên này cũng thế ạ. Cặp này thì các bác nghe chơi nhạc vàng, nhạc tây, nhạc khò khè, những cái dòng nhạc chi tiết chậm đều rất ok. Cặp này là 37.500.000 thì em giao lưu cho các bác là 37.000.000. Đấy. Ở đây thì có thêm những cái dòng âm ly nhỏ hơn nữa, Quirix 6500 và Quirix 4500, cũng là những cái dòng âm ly rất gấu của San Sui. Phía dưới thì là một em 9001. Em 9001 là 32.000.000. 6500 là 19.500.000 và 4500 là 15.500.000. Sang bên này, đó là những em Đờ Lông. Đờ Lông thì có 780D, 880D. Đấy, là những cái dòng âm ly rất hay của Đờ Lông và trị được nhiều loa cứng đầu. Phía dưới thì có một em AU Alpha 607 mặt gương 250W, 607 là 7.500.000. Đơn ông 780 là 11.000.000 và 880 là 13.000.000. Đấy, rất là hay luôn. Tiếp tục thì một cái cặp loa vô cùng đẳng cấp của JBL. Em này là JBL 4312B Contrometer, phiên bản MK2. Cái dòng loa này thì đời rất là cao, chùm cuối của 4312 rồi. Em này thì là hết số của 4312, là cái đời hay nhất. Đấy, sản xuất vào khoảng những năm 1996 đến những năm 1999. Đấy, em này thì hàng thuộc diện demo, hàng lưu kho, chưa sử dụng. Cho nên là cái độ đẹp, độ mới của nó thì còn xuất sắc luôn. Mời các bác chúng ta cùng xem phần tuyến loa của cặp 4312B. Đấy, loa đẹp, tất cả các ốc chưa tháo khỏi khối thùng. Các bác nhìn lấp lánh những cái con ốc này. Đấy, với cái sắt xi 7 màu và cái màng loa bass thì nó zin, nó mộc, trắng đẹp. Đây, cái loa mid đây, đẹp như mới. Đấy, chép thì sử dụng chép đom, lỗ thông hơi ở phía trước và có hai vi tinh chỉnh ở đây. Đấy, tuyến loa bên này cũng rất là đẹp luôn. Đây, các bác xem, xuất sắc luôn các bác nhé. Đấy, màng bass là căng mọng. Em 4312 này thì có sử dụng cái vỏ sần chống xước. Đấy, nếu như đúng cái đời 4312B MK2 thì phải sử dụng cái vỏ sần chống xước này,
chứ không phải vỏ gỗ. Vỏ gỗ là vỏ xấu thì các bác đã lên lại. Vỏ gỗ còn đúng zin nguyên bản là phải sử dụng cái vỏ sần này. Cặp này thì vâng, đẹp không tì vết luôn. Đó là 25.800.000. Hôm nay thì giảm cho các bác là còn 25.500.000 thôi. Đấy, e-căng đây rất đẹp. Onkyo thì có tiếp một cái cặp loa khủng, một cặp loa kiểm âm và đầu bảng của hãng. Em này là Onkyo Monitor 2000X. 2000X với cái cân nặng cũng rất khủng luôn, 86 cân cho cái cặp loa này. Cấu hình thì gồm một bát 34 màng carbon, một loa trung dom và một cái loa chép dom. Cặp này thì gông kiềng còn rất là sáng, bóng lộn luôn. Đấy, tuyến loa thì căng mọng. Đặc biệt điểm của em này là sử dụng cái lớp sơn mài piano. Đấy, vỏ vân gỗ nhưng được sơn mài sáng bóng luôn, rất đẹp. Đây, những cái cặp loa đẹp như này thì bên em phải có bọc lại, tránh chảy xước các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, chúng ta có thể là soi gương được. Đấy, sơn mài luôn. Phía đằng sau có lỗ thông hơi. Đấy, cặp này thì đối xứng hai vế trái phải, rất là đẹp. Mỗi thùng nặng tới 43 cân. Đấy, cặp này thì 25.800.000. Thì cũng giảm được bác là còn 25.500.000. Đấy. Diton 25. Hôm nay thì có một em Diton 25 phiên bản đời chót. Đấy, rất đẹp. Diton 25 phiên bản đời chót các bác nhé. Thì Diton 25 thì gồm có hai bát 25. Đấy. Hai loa chung xoáy và một cái loa chép dom. Đấy, Diton 25 rất là đẹp luôn. Đấy, mặt vàng, phiên bản mặt vàng. Đấy, gân thì zin toàn bộ. Thùng vỏ góc cạnh của cặp Diton 25 xuất sắc luôn. Đấy, em này thì quá xứng đáng cho các bác chơi và sưu tầm. Chất âm của loa anh nói. Vâng, cặp này là Diton 25 thì có giá là 22.500.000. 22.500.000 cho cặp Diton 25. Ở đây thì em sẽ quay cho các bác cái cặp loa JBL. Cặp này là khủng nhất của JBL. Đấy, với cái cân nặng của cặp loa lên tới hơn 1 tạ. Hơn 1 tạ cho cặp JBL. Em này là dòng thuộc phân khúc high end cao cấp của JBL. Em này là JBL S3100. Đấy, S3100. Đấy, các bác chúng ta cùng xem. Cấu hình của em loa này thì gồm có bát 40 và một cái loa chép kèn. Có cái họng kèn rất lớn. Cao là em này cao thì rơi vào khoảng 1m1, 1m2. Đấy, cái chiều ngang thì 60 và chiều sâu thì cũng phải lên tới 40cm. Cân nặng là 60kg cho một thùng loa. Bát 40 và cái họng kèn thì nó đẹp khủng khiếp như nào. Ở đây thì có hai cái vân gỗ màu đỏ. Tem JBL được mạ vàng. Model đây. S3100 có lỗ thông hơi ở phía trước. Tuyến loa rất đẹp. Đây, các bác xem e-căng nhé. Đấy, từ thùng vỏ góc cạnh nhé, đến e-căng, đến tuyến loa. Đây, các bác xem, xuất sắc luôn. Đấy, các bác xem, chúng ta cùng xem. Cặp này là 48.500.000. Đấy, clip này thì sẽ giao lưu cho các bác mức giá là 48.000.000 tròn. Đây, các bác nhìn cái tuyến loa của cặp S3100 này. Xuất sắc, đấy, đẹp và căng mọng. Cặp này thì bây giờ thì rất là hiếm. Đấy, chỉ về được một cặp duy nhất thôi. Còn nguyên cả bụi xốp như này. Phía đằng sau thì chúng ta sẽ xem cái phần cặp loa của cặp S3100. Đấy. Cặp này thì chơi được big wire và cắm cặp loa bắp chuối. Đấy, cái tạo hình rất là đẹp. Dạng như là cánh buồm. Các bác mà không gian nhà lớn thì các bác bày cặp này thì hết ý rồi. Cặp này hôm nay thì giảm cho các bác là 48.000.000. Đấy, các bác có nhu cầu thì alo cho em.